Hello hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của em nhé. Chúc anh em có một ngày làm việc thật là vui vẻ để sức khỏe, theo đuổi cái niềm đam mê PCP. Đấy, shop em là shop PCP đồ chơi núi rừng nhá. Tiếp tục lại quay lại và làm một cái video clip xả cành cho anh em. Đấy, thì hôm nay có 3 loại cành em xả cho anh em, chưa đến 1 triệu đồng, giá 999k thôi. Đấy, vì sao em lại xả? Vì gần Tết cận kề rồi, xả hàng để thu hồi vốn về ăn quê ăn Tết đây anh em ạ. Đấy. Thì anh em cũng biết rồi đúng không ạ? Đấy, thì trước những cái cành em đang bán, ví dụ chẳng hạn như cành Diana hoặc là cành Nota rẻ hoặc là cành HVK đều là 1,2 triệu. Hôm nay em xả cho anh em chỉ còn 999k thôi. Đấy. Ra ngoài Tết nhá, không có cái giá này đâu, em nói lại nhá. Ra ngoài Tết không có cái giá này đâu. Gần Tết thì em xả hàng, thu hồi vốn thì xả cho anh em thế thôi, còn ra ngoài Tết giá lại khác nhá. Anh em nào mua được thì mua, không mua được trong cái video này cũng phải chịu nhá. Đấy, còn hình thức gửi bên em là hai hình thức. Một là gửi xe, hai là gửi bưu điện. Gửi bưu điện được anh em được nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Đấy, còn bây giờ em sẽ giới thiệu luôn cho anh em về cái cành Diana nhá. Đấy, cành Diana này trước em báo giá luôn là anh em là 1,2 triệu đúng không? Bây giờ chỉ còn 990k thôi. À 999.000 thôi. 999.000 thôi. Cành 14 cũng như cành 20 thì ở đây là cành 20 nhá. Đây em sẽ xoay khương cho anh em xem. Đây ạ, à, khương của cành Diana đây anh em nhá. Anh em có thể nhìn thấy khương của nó cũng chuẩn đó. Khương thì là 12 khương, khương vuông nhá. Cành như thế này em bao cho anh em 75 đến 80 mét ăn nắp C2 nhá anh em nhá. Đấy. Cành ngon đét luôn anh em nhá. Cành Diana 999k. Đấy. 999k là gồm tất cả các phí cước là em chịu hết rồi anh em nhá. Giới thiệu tiếp anh em là cành Nota rẻ nhá. Cành Nota rẻ thì em đã phân biệt ở trong những video trước rồi, đúng không ạ? Cành Nota rẻ thì nó có chữ 2020 ở đây này. Còn cành Nota tem vàng thì nó có chữ 1809 ở đây nhá. Đấy, thì soi khương luôn cho anh em xem. Đúng không ạ? Cành thì nó ở cái khương. Anh em xem khương của nó thì anh em biết là cành xịn hay cành đẻo đúng không ạ? Đây anh em nhìn nhá, khương thì khương bóng loáng đây rồi. Khương bóng tấn luôn ạ. Cành này cành 12 khương anh em nhá. Ở bên trong thì nó có hơi bụi bẩn một tí thì anh em có thể về vệ sinh qua. Đấy. Bên trong này em bôi dầu bôi mỡ để tránh cái tình trạng mà nó bị han gì ấy. Đấy, cành thì đều là cành 12 khương hết. Đồng giá cho anh em hết là 1 triệu à quên là 999k. Đấy, rất là rẻ thôi. Tiếp theo em sẽ giới thiệu anh em đến cành HVK. Bên em thì là rất là nhiều cành nhá anh em nhá. Anh em xem những cái video trước ấy đúng không ạ? Rất là nhiều cành, cành này cũng là cành 12 khương nhá, đều là cành 12 khương hết. Đấy. Đều đồng giá 999k. Cả cành 14 cũng như là cành 20 nhá. Anh em mua cành nào thì anh em cứ alo trực tiếp qua số điện thoại trên. Đấy đúng không ạ? Bên em thì là ba cái loại cành này là em đang bán đồng giá, còn bên em rất là nhiều loại cành. Có cả cành FX như đây. Nhá, cành em đã tiện QFX hết rồi. Sơ mi các thứ là em đã tiện hết rồi. Đây đúng không ạ? Cành này là cành Nota tem vàng xịn này. Anh em có thể nhìn thấy này. Nó có chữ 1809 đây là cành Nota tem vàng xịn nhá. Nó còn có cả chữ CT45 này, là cành này là cành cực xịn luôn anh em ạ. Đấy, cành xịn nhất của cành Nota nhá. Đấy. Còn ở bên trên là ba cái mẫu cành em đã giới thiệu anh em rồi nhá. Đồng giá 999k trong cái video ngày hôm nay, qua Tết thì nó không có giá này nữa đâu anh em ạ. Anh em nào mua được trong cái video này thì rất là tốt anh em nhé. Còn bây giờ em xin phép kết thúc video ở đây. Mong anh em xem video, ủng hộ số 15 đăng ký kênh. Chào anh em.